Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thân mến, sự hãnh tiến và tự mãn quá mức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong đại dịch chống virus Vũ Hán. Sáng ngày 6 tháng 8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam vừa ghi nhận có thêm 4 ca mắc mới virus Vũ Hán, trong đó tại Quảng Nam 3 bệnh nhân và Hà Nội 1 bệnh nhân. Cả 4 bệnh nhân trên đều liên quan đến Đà Nẵng. Bệnh nhân 714 là nam giới 42 tuổi có địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Là nhân viên điều hành xe buýt, bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng với gia đình tại thành phố Đà Nẵng từ 14 đến 17 tháng 7 năm 2020. Ngày 19 tháng 7, bệnh nhân khởi phát sốt nhẹ viêm họng. Ngày 4 tháng 8, bệnh nhân nhập bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 715 tại là người ở Quảng Nam, độ tuổi 42 đến 45, trong đó một bệnh nhân là f 1 con gái của bệnh nhân 593, em của bệnh nhân 547. Bệnh nhân 625 hai bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 456. Ba bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hiện Việt Nam có tổng cộng 717 ca nhiễm virus Vũ Hán và trong đó có 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 268 ca theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch virus Vũ Hán đến thời điểm này đã có 381 trên 717 ca bệnh virus Vũ Hán của nước ta đã được công bố khỏi bệnh chiếm 53,1% tổng số ca bệnh virus Vũ Hán trong cả nước. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài đến nay đã có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi bệnh. Tính đến sáng 6 tháng 8, trong số các bệnh nhân virus Vũ Hán đang điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 295 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19, số trường hợp tử vong 8 ca. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội có 11 bệnh viện đang khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục để triển khai xét nghiệm sàng lọc virus Vũ Hán bằng kỹ thuật RT-PCR, trong đó có 8 bệnh viện công lập Sanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Phụ Sản, Ba Vì, Tây Sơn, Phổi Hà Nội và 3 bệnh viện ngoài công lập là Medlatex, Vinmec, Hồng Ngọc. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang khẩn trương làm thủ tục để mua sắm sinh phẩm, vật tư phục vụ cho việc xét nghiệm. Ông Nguyễn Khắc Hiền cũng cho biết hiện có khoảng 800 đến 1000 người Hà Nội ở Đà Nẵng đang có nhu cầu trở về. Khi trở về địa phương, yêu cầu phải cách ly tập trung. Tình hình đại dịch virus Vũ Hán vẫn diễn biến một cách phức tạp, vì thế vẫn cần người dân tự giác cách ly theo dõi sức khỏe để ngăn chặn mọi nguồn lây lan. Các hội nghị khi tổ chức cần tiến hành phun khử khuẩn, các cơ sở y tế cần thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc người nhà ra vào bệnh viện, ông Hiền nhận định. Thưa quý vị và các bạn, nguy hiểm nhất của đời người, nhóm người tổ chức quốc gia không phải là sự thất bại mà là sự hãnh tiến, tự mãn. Điều đó đã ứng với Việt Nam. Nhìn trên góc độ nào cũng thấy Việt Nam đã quá hạnh tiến, quá tự mãn trong đợt chống đại dịch đầu năm. Để đến bây giờ, mọi sự đã quá muộn màng. Nói mọi sự quá muộn màng, liệu có quá bi quan không? Không, đây là một sự thật và chắc chắn trong thời gian tới Việt Nam phải đối mặt với sự thật này. Bởi trong đợt chống dịch vào tháng 4, Việt Nam kịp thời khóa các cửa khẩu với Trung Quốc các chuyến hàng giao dịch giữa hai nước được cách ly rất tốt chuyến xe lửa việt nam trung quốc được tổ chức cách ly sau khi về nước khử trùng đầy đủ và đặc biệt là các đường biên giới được canh giữ một cách kỹ càng dường như không có người việt sang trung quốc và ngược lại sở dĩ có chuyện này bởi hầu hết người dân đều rất sợ phải nói là rất sợ dịch bệnh bởi dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu được hoàn cảnh đất nước nhân tình thế thái. Ví dụ như Mỹ hay Trung Quốc có bị dịch chết tràn lan cả năm trời thì mức độ khủng hoảng cũng không bằng nó xảy ra tại Việt Nam chừng vài tháng. Chính vì lẽ này mà người người nhà nhà ý thức tự cách ly, tự tránh dịch. Thế rồi thời gian chống chọi với dịch cũng qua, không có cái chết nào do dịch hoặc có mà không được loan báo cũng không chừng. Sau sự vụ, vụ việc chống dịch, hầu hết các đảng viên Cộng sản đều tự hào ra mặt, đều dương dương vũ ngực về thiên đường xã hội chủ nghĩa của họ và không dừng lại ở đó. Ngay cả báo chí nhà nước và cả báo chí phi nhà nước cũng có những nhận định hết sức ầu ơ. Nếu báo chí nhà nước tha hồ ca ngợi tung hề thành quả chống dịch thì báo chí phi nhà nước, đặt câu hỏi tại sao Việt Nam có thể kháng được dịch hay là do người Việt Nam quen ở bẩn. Cả hai khuynh hướng viết tuy trái chiều nhau nhưng lại có chung một hệ quả gieo rắc vào tâm lý của người Việt Nam tính chủ quan, không sợ dịch, nghĩ rằng dịch chỉ có ở nước khác, nó sợ Việt Nam. Về phía chính phủ, từ các phó thủ tướng cho đến thủ tướng Colomover Nguyễn Xuân Phúc đều không ngớt tự đắc Ông Vũ Đức Đam tuyên bố dịch hoành hành ở đâu không biết nhưng sang Việt Nam thì nó sẽ bị dập chết. Ông Thủ tướng còn gân cổ hơn, nếu cây cột điện Mỹ có chân thì nó cũng sẽ chạy về Việt Nam. Tất cả các cơ quan nguồn luận từ truyền thông mậu dịch cho đến phi mậu dịch, từ ngành y tế cho đến chính phủ đều tỏ ra hãnh tiến, thậm chí tự mãn, tạo ra bầu không khí tự đắc từ Nam chí Bắc và không dừng ở lời nói. Thủ tướng Columbia và Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải tiến hành phục vụ du lịch trở lại, kêu gọi du lịch trong nước tạo điều kiện cho các công ty lữ hành hoạt động chống lỗ. Nói chung là cứu du lịch. Mọi chuyện kiếm tiền từ du lịch nghe cứ như cháy rừng bên cạnh. Lũ quét sắp kéo qua. Kết quả là ngành du lịch đua nhau kéo khách, các hãng lữ hành chạy đường dây đen kéo hàng ngàn người khách du lịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đương nhiên là ngành biên giới không khỏi nhúng tay vào. Vấn đề là kẻ nào nhúng tay cho đến giờ vẫn chưa ai biết. Nhưng chỉ ít nó gợi lại chuyện bán biển thời sau năm 1975. Hầu hết dân đi biển mua biển từ biên phòng để đi vượt biên. Nếu không bị lộ thì họ thả cho đi luôn. Nếu có dấu hiệu cấp trên phát hiện thì họ bắn chìm tàu hoặc bắt ngược trở lại giao cho công an, sau đó mở tòa kết án. Bài này nghe thì rất quen. Khi mọi thứ đều trở nên lỏng lẻo và chủ quan, lãnh đạo thì dương dương vỗ ngực tự khoe thành tích, thậm chí mạo phạm cả một siêu cường như Mỹ. Người dân thì lao vào kiếm tiền bất chấp, ngành y tế thì lúc nào cũng hất mặt lên trời trước thiên hạ sau đợt chống dịch đầu tiên chính phủ tuyên bố thành công thì hầu hết cán bộ y tế y tá đều tỏ ra hách dịch xem mình là tinh hoa của quốc gia cách hành xử của họ với bệnh nhân khác trước đó rất nhiều coi thường kiêu ngạo trước bệnh nhân và người nhà của họ chuyện này diễn ra ở khắp mọi nơi trên mảnh đất quằn quại đau thương hình chữ s mang tên việt nam và hình như người dân tỏ ra kiêng dè nể sợ y bác sĩ hơn trước. Ngay cả ngành giáo dục cũng vỗ ngực sưng hô thành tích chống dịch. Nhìn chung là không khí tự sướng diễn ra khắp mọi thành phần, mọi ngành nghề và trong lúc người ta say sưa mải mê tự sướng thì có ít nhất hàng trăm người thu lợi bất chính, bất chấp để đưa hàng chục ngàn người tàu vào Việt Nam. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Đợt dịch thứ hai bùng phát ngay trung tâm du lịch bậc nhất Việt Nam, thành phố Đà Nẵng, thành phố mận danh đáng sống nhất Việt Nam. Và sau một thời gian dài không có dịch, Việt Nam có thể con số 189 ngày không có người chết vì đại dịch này cũng là ngộ nhận. Việt Nam chính thức khủng hoảng vì dịch và các dịch liên tiếp xuất hiện. F0 vẫn là một ẩn số, nhiều người Trung Quốc bị bắt nhưng vẫn chưa cho thấy đó là con số đầy đủ. Các F1 di chuyển khắp mọi nơi trên miền mọi miền đất nước của Việt Nam và mức độ lây lan, mức độ lo lắng gần như là khắp mọi ngõ ngách. Nếu như ở đợt chống dịch đầu tiên, người ta chỉ khủng hoảng và lo lắng với những ca nhiễm có nguồn gốc địa chỉ thì ở đợt chống dịch này, người ta chỉ nhìn thấy những ca được phát giác và chỉ thấy những ca F1 riêng thành phần F0 vẫn trong vòng bí mật, chẳng biết đâu mà lần. Và hơn bao giờ hết, Việt Nam lúc này đứng trước nguy cơ vỡ trận nếu như ngành an ninh không tìm ra được nguồn F0. Hơn nữa, sau một đợt chống dịch, Hết sức cam go từ tháng riêng đến tháng tư, dường như mọi nhóm ngành nghề đều trong trạng thái mỏi mệt, chưa thể phục hồi bây giờ nhận thêm một đợt chống dịch tiếp theo đương nhiên khả năng cầm cự không cao như ban đầu mặc dù kinh nghiệm có khá hơn trước và mức độ rủi ro thì cao quá bởi nguồn lây lan chưa tìm ra bởi lương thực bắt đầu cạn bởi nguồn tài chính quốc gia bắt đầu kiệt bởi chủ nợ trung quốc bắt đầu đòi mạnh tay hơn và các hành vi xâm lấn trên biển đông của họ lúc này không chỉ đơn thuần thể hiện óc bành trướng của Trung Quốc mà nó cho thấy họ biết bành trướng mạnh tay lúc nào. Khi con nợ bắt đầu đuối sức thì chủ cho vay nặng lãi mới siết nhà. Trung Quốc lâu nay vẫn là chủ cho vay nặng lãi của Việt Nam và Trường Sa Hoàng Sa lâu nay vẫn là món giá nợ cho Việt Nam. Hành vi im lặng của Cộng sản Việt Nam trước Cộng sản Trung Quốc không phải vô duyên cớ mà là sự lép vế mang tính nợ nần. Cơ sở điều trị giã chiến, trang thiết bị y tế có thể thiếu hụt nếu như dịch bùng phát, mọi thứ đều ẩn chứa nguy cơ và rủi ro so cực kỳ cao. Đó là chưa muốn nói đến một vấn đề khác, mùa thiên tai lũ lụt cũng đang cận kề nếu không giải quyết rút giáo dịch bệnh trước mùa, mùa mưa lũ này thì nguy cơ đói kém cả năm sau là hiện rõ ra trước mắt và chỉ vì chủ quan hãnh tiến và tự mãn quá đáng mà chúng ta đã phải trả những giá quá đắt cho tương lai và nếu như chúng ta không dốc toàn lực để chống dịch không dập được dịch trước mùa mưa thì hậu quả thật là khó lường giả sử Việt Nam dập dịch rút giáo trước mùa mưa lũ thì cũng đừng tin mù quáng rằng cột điện Mỹ sẽ chạy về Việt Nam. Vì cột điện Trung Quốc sát cạnh Việt Nam, nó đã chạy và sẽ chạy sang Việt Nam rất nhiều, rất nhiều, dài dài. Đừng mời bất kỳ cây cột điện nào vào Việt Nam nữa. Cẩn thận và cực kỳ cẩn thận. Thưa quý vị và các bạn, cơn đại dịch virus Vũ Hán đang hoành hành tại Việt Nam với sự lây lan ẩn tiêm và số người chết tăng lên từng ngày từng giờ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn không thể đóng cửa biên giới phía bắc vì vướng những hiệp định, hiệp ước đã ký với Trung Quốc qua nhiều thời kỳ. Trong đó đáng nói là những văn kiện hợp tác trong thời kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng, nắm chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Y đã qua mặt cả dân tộc để bán đứng 90 triệu người dân Việt Nam. Điều đó cũng lý giải vì sao mà y đang hoàn toàn im tiếng hoàn toàn không có một câu nói nào để an ủi động viên toàn dân trong vai trò đảng trưởng và là chủ tịch của một nước. Nhưng không phải vì thế mà Đảng Cộng sản không biết run sợ trước sự nổi dậy của tạo hóa. Họ cũng biết rằng chính cửa ngõ phía Bắc chính là đường dây di chuyển của con virus chết người vào Việt Nam. Sau đó nhà cầm quyền đã có những động thái truy tầm tìm kiếm những người Trung Quốc để cách ly và trao trả về nguyên gốc nếu đó là những người nhập cảnh lậu. Điểm đáng nói là lực lượng Côn An Cộng sản Việt Nam không hề dám manh động, đối xử tệ với công dân thiên triều. Không có chuyện cầm tù, tra tấn, bạo hành như họ đã đối với người dân trong nước mà chỉ có trao trả lại trong tình hữu nghị giữa hai quốc gia và chấm hết. Về đất Vũ Hán chính là một cơ hội bằng vàng để trục xuất những tên tàu cộng ra khỏi Việt Nam một cách hợp pháp. Tuy nhiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ dám làm triệt để, dám thẳng tay vì họ sợ sẽ làm mất lòng nước mẹ, sợ bị khống chế về mặt chính trị quân sự. Mà cấp trên tối cao của họ Nguyễn Phú Trọng lại là một tên thái thú tay sai cho giặc đúng nghĩa nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong cơn đại dịch này, người dân có thể lợi dụng vào đó để truy tầm ra những tên tàu trệt đang sống bất hợp pháp tại Việt Nam, báo cáo cho nhà cầm quyền tiến hành bắt giữ và tống cổ về đất nước của chúng. Đây hoàn toàn không phải là một quyết định cực đoan dựa theo chủ nghĩa dân tộc thuần Việt, mà mọi người phải hiểu rằng đất nước Việt Nam đã được tổ tiên đổ xương máu gây dựng và bảo vệ để lưu truyền lại cho hậu thế, để cho dân tộc được sinh sống thế nhưng đảng cộng sản đã quỵ lụy bạc nhược cầu giặc làm cha cho nên đất đai mỗi ngày mỗi bị thu hẹp dân tàu tràn qua lớp hợp pháp dưới vỏ bọc chuyên gia đầu tư số thì đi chui qua đất qua lấn đất lấy dân để hán hóa dân tộc ta số tranh giành việc làm với người dân bản xứ thì cuối cùng dân tộc việt nam sẽ như thế nào trong những thế hệ mai sau vì thế tống cổ bọn trệt tiến hành giải pháp bài chung một cách cụ thể và thực và thiết thực là việc cần phải làm ngay nếu muốn bảo tồn nói giống giữ gìn được nền độc lập và bản sắc văn hóa của người Việt Trung Quốc là một nước lớn với nhiều dân tộc gộp lại trong quá trình bành trướng của mình và nhiều ngôn ngữ khác nhau như phổ thông quan thoại triều châu phúc kiến lịch sử Trung Quốc cũng cho thấy dân tộc này sống khắp nơi trên thế giới, do đó rất khó mà phân biệt ai là người Tàu cần phải bị trục xuất tại Việt Nam, cho nên mọi người phải cần phân biệt người Tàu ra làm hai loại. Người Tàu không cộng sản. Đa số họ là công dân của những quốc gia dân chủ văn minh cao hơn Việt Nam như Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Hoa kiều sinh sống lâu đời tại Việt Nam do được sống và giáo dục trong những quốc gia dân chủ cho nên ý thức của họ khá tốt. Họ đến Việt Nam hợp pháp trong vai trò nhà đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa. Ngoài ra họ cũng góp phần nâng cao dân trí cho người Việt Nam. Những người này không nằm trong diện cần phải truy tìm và tố cáo trục xuất. Người tàu Cộng sản, đó là bọn trệt. Đây là bọn tàu sống trong nước Trung Hoa Dân Quốc, được chủ nghĩa Cộng sản giáo dục điểm dễ nhận ra là chúng rất vô văn hóa, ăn nói bổ bang, phun nhổ dơ giấy, tham ăn tục uống và ồn ào. Chúng đến Việt Nam với visa du lịch nhưng tìm cách trốn lại qua kịch bản lấy vợ chuyên gia cho các nhà máy của Trung Quốc ở chui. Bọn này chính là bọn cần phải trục xuất ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Bọn chúng có mặt nhiều ở mỏ bôxit Tây Nguyên với biên giới Việt Miền Lào khu nhiệt cơ Fumosa và khu chế xuất công nghiệp. Bọn chúng chính là những tên biệt kích đỏ đang đóng vở tuồng hợp tác kinh doanh và chúng sẽ ngay lập tức trở thành bọn xâm lược khoác bộ áo lính. Trên tay là khẩu súng đánh chiếm nước ta một khi nghe lệnh từ Trung Nam Hải. Đặc biệt hơn, Việt Nam còn có bọn tình báo tàu trệt đang sống chen chúc cùng với người dân tại các tỉnh thành. Đặc điểm của chúng là nói tiếng Việt rất giỏi, biết rõ lịch sử, của thời Việt Nam Cộng hòa, thậm chí chúng còn biết đến các tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa trong thế kỷ 20. Vì đã được đào tạo bài bản tại các trường tình báo, điểm có thể phát hiện ra là chất giọng của chúng là giọng nói Bắc và với thổ âm của miền mạn ngược Lai Châu Sơn La. Bọn này đang trà trộn khắp các tỉnh thành Việt Nam với mặt nạ là nhà từ thiện xây cầu làm đường cho người dân nhưng thực chất là bọn chúng đang dò la tìm kiếm địa chất để báo cáo cho tổng bộ. Nếu sẽ thấy có lợi là sẽ hợp tác kinh doanh. Còn nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận thì giải pháp quân sự sẽ là bắt buộc với sự chỉ điểm của những tên tàu chết nằm vùng từ năm này qua năm khác tại mảnh đất quằn quậy đau thương mang tên Việt Nam. Đừng bao giờ xem thường bọn chết. Chúng có mặt khắp mọi nơi, mọi và có vẻ như chúng có đủ mọi cách Lúc thì khoác khuôn mặt tử tế hiền lành Nhưng khi cần thì cái mặt nạ của nó sẽ rơi xuống ngay lập tức Để phục vụ cho tổ quốc của mình Đang ước vọng một Trung Hoa hoàn vũ nằm nhằm thống nhất toàn thế giới Và Việt Nam là một con mồi trước mắt mà chúng cần phải hạ gục Trang tin quyền được biết hoạt động tại Hoa Kỳ Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt Thế nhưng theo báo cáo gần đây của chương trình quản lý cho thấy ngoài Mỹ, Việt Nam thì Trung Quốc có số lượng người theo dõi đứng thứ ba trên các quốc gia khác mà địa điểm truy cập chính từ Bắc Kinh. Điều này cho thấy bọn tình báo tàu trệt luôn theo dõi bất cứ ai, bất kỳ ai nếu xét thấy nguy hại cho mình. Thế thì tất cả lĩnh vực trong nước Việt Nam chỉ là những con cá nằm trong lưới một khi chúng cần. Trục xuất bọn tàu cộng sản về cố quốc là điều cần phải làm để bảo đảm được an ninh. Phái đất Vũ Hán cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam có lý do để làm điều đó hợp pháp. Tất nhiên, như đã nói ở trên, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một bộ phận chư hầu tay sai, vì thế họ chỉ có thể hành động thăm dò, mềm nắn rắn buông. Tuy nhiên, Việt Nam không thiếu gì người yêu nước. Do đó, sau khi truy tầm được những tên tàu chết thì họ sẽ không tiếc gì mà không khuyến mãi cho bọn chúng vài kỷ niệm nhớ đời để cho bọn chúng co vòi về tính dân tộc của người Việt Nam. Ngoài trục xuất bọn tàu trệt thì người Việt Nam cần phải nâng cao ý thức của mình, nhìn thấy thảm họa diệt vong đã cận kề, phải thấy đau lòng khi bọn giặc đang cướp bóc, đánh đập ngư dân Việt Nam. Thấy chúng đang chặn dòng nước thượng nguồn từ đập Tam Hiệp dẫn đến người dân Đông Nam Bộ thiếu nước ngọt và xâm thực mặn đang lấn dần đồng bằng sông Cửu Long. Thấy bọn chúng đang đầu độc một dân tộc bằng những thực phẩm độc hại với sự làm ngơ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Phải tự động tẩy chay hàng hóa trùng cộng, không mua, không dùng sản phẩm, có chữ Made in China, không nói ngôn ngữ Hán Việt, không tiếp tay cho bọn chúng bất cứ lĩnh vực nào khi sự tẩy chay lên cao trào bắt buộc nhà công quyền cộng sản việt nam chỉ có hai con đường thuận theo ý dân trái với ý thiên triều và ngược lại cả hai con đường đều dẫn đến sự diệt vong của đảng cộng sản việt nam một đến từ bắc kinh và một đến từ người dân việt nam trong lòng dân tộc việt nam Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.